Dạ vâng em, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì nhà em lại cập bến rất là nhiều mặt hàng, muốn quay bán giao lưu để cho các bác sưu tầm. Đây có khá là nhiều dòng lan, đặc biệt nhất là có quế lan hương, quế trắng tháng 8. Một dòng lan được rất là nhiều bác chơi lan ưa chuộng, với mặt bông cánh mai to đẹp của vùng Thanh Hóa. Và quế trắng tháng 8 thì cực kỳ thơm các bác nhé. Và hôm nay thì bác nào mua đơn hàng trên 300.000 đồng trở lên thì em sẽ tặng cho các bác 5 củ bỉ ngạn hoa. Đấy, bỉ ngạn hoa rất là đẹp. Các bác có thể lên Google để tìm hiểu thêm. Đây là bỉ ngạn hoa màu vàng. Nên bác nào mua đơn hàng trên 300.000 thì sẽ được tặng quà các bác nhé. Hôm nay thì em có những cái hình lan combo, và đặc biệt nhất là có quế, quế trắng tháng 8. Các bác mua hàng thì có thể gọi cho em theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề. Số đấy là em dùng cả Zalo luôn. Các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi ảnh những cái hình lan mà các bác đặt qua Zalo cho các bác xem, để các bác có thể xem cái đơn hàng của mình chi tiết hơn. Và tất cả những cái đơn hàng đấy em đã ghi mã từng hình, giá cả cụ thể ở trên những cái hình lan em đã ghi. Đầu tiên em sẽ đọc từ hình số 1 trở đi để cho các bác sưu tầm. Là em bán mở hàng đầu lai là 200.000 đồng. 200.000 đồng được những cái cây quế xếp. Đây, xếp rất là đẹp đây. Đây, các bác có thể lên Google để tìm hiểu thêm. Nói chung là cái dòng quế của vùng Thanh Hóa này thì gọi là nổi tiếng trên thị trường chơi lan rồi. Nếu các bác nào chơi lan lâu năm thì cũng đã biết rồi. Quế vùng Thanh Hóa thì cánh bông cánh mai to đẹp, bông rất là to. Và lá nó dày, bản lá dày, nhìn rất là mê. Những cái xếp này các bác chăm khoảng 2 năm thì nó lên nhiều cặp lá thì sẽ rất là đẹp. Đấy, hình số 1 em bán là 200.000 đồng, mở hàng đầu lai. Lâu lắm rồi em mới được một lô quế các bác ạ. Và cái dòng này thì em cũng ít bán thôi. Thỉnh thoảng có lô đẹp thì em mới lấy về để chia sẻ cho các bác. Đây, hình số 1 em bán 200.000. Có lô đẹp thì lấy về cho các bác sưu tầm. Nói chung cái dòng dáng hương này thì rất là dễ trồng thôi. Và quế của miền Bắc chúng em thì nó rất là dễ trồng. Tiếp theo hình số 2 thì em bán 250.000. Cây xếp to đẹp các bác ạ. Những cái cây to đẹp như này thì các bác trồng vào một chậu đẹp, kiếm cái chậu gỗ thật là đẹp thì mình trồng vào các bác nhé. Hình số 2 em bán 250.000. Có 3 ngọn các bác ạ. Hai ngọn này là làm được một giò quá là mê rồi. Đây, cái ngọn này nữa này. Ngọn này tuy nó bị gãy ngọn này nhưng mà nó lại được đẻ ra một cái cây con rất là đẹp luôn các bác ạ. Giá cả thì hợp lý. Hình số 2 em bán là 250.000. Tiếp theo hình số 3 đây, em bán là 280.000. Đây các bác ạ. Đây. Xếp đẹp chưa các bác? Đấy. Đây. Hình này cũng rất là đẹp. Này có bao nhiêu ngọn nhỉ? 1 2 3 Đây, dề này nữa là có. Đây là nguyên một dề các bác nhé. Đây không phải nó bị gãy ngọn đâu nhé, mà ngọn nó lấy vào thùng nó bị gập đấy các bác ạ. Đây là hình số 3 là em bán 280.000. Tiếp theo là hình số 4 này. Hình số 4 em bán là 200.000. Đẹp chưa các bác? Đây ngọn là xếp lưng các bác nhé. Đây. Mỗi hình thì các bác đủ trồng một giò. Và mỗi hình nó giá cả khác nhau, và tiền nào của nấy. Hình nào đắt tiền thì nó sẽ được những cây xếp đẹp. Đây, hình số 4 em bán 200.000 đồng. Nói chung là mình lấy đi thuần được khoảng 1-2 năm thì đều đẹp cả các bác ạ. Cây lướt nó cũng có vẻ đẹp riêng. Mình phải bỏ công chăm sóc một thời gian thì nó mới đẹp được.
Tiếp theo hình số 25 em bán là 250.000. Này. Một ngọn này, hai ngọn này. Này, này, thêm cái dề này này. Này cũng đều xếp lưng các bác nhá. Dề này cũng rất là to này. Đấy. Quế của vùng Thanh Hóa rất là mê. Đẹp nhất trong những cái vùng khác các bác ạ. Những cái vùng khác thì quế nó không được, lá nó không được to bằng, không được đẹp bằng. Tiếp theo hình số 6 em bán 280.000. Này. Này các bác ạ. Một cây này, cây rất là to này. Hình này có bao nhiêu cây? Một cây, hai cây, ba cây. Đây, cây này cũng rất là to đây các bác ạ. Bốn cây. Cây này nữa năm cây. Đây. Hình số 6 em bán là 280.000. Tiếp theo hình số 7 này là 280.000. Hình số 7 thì cũng rất là đẹp. Đây các bác. Có một cây cây này bị mất ngọn nhưng mà cây rất là to các bác ạ. To lắm các bác. Bây giờ phải ghép lên thì mới đẹp được. Lúc nở hoa thì thôi rồi. Hình này rất là nhiều các bác nhé. Em bán là 280.000. Hình số 7 này. Tiếp theo hình số 8 này. Em bán là 250.000. Hình này cây khá là bé thôi nhưng mà nó lại được những cây xếp con đẹp như này này. Đấy. Đây, 1, 2, 3 cây. Đây, cây này cũng xếp rất là đẹp này. 4 cây. Đây, cây xếp lưng này, khỏe khoắn này. 5 cây, 6 cây, 7 cây các bác ạ. Không biết là bác nào chơi lan thì đã biết cái mùi hương của dòng quế này chưa. Nói chung là cái dòng này em thấy hoa của nó cực kỳ thơm luôn. Không có cái dòng lan nào mà thơm bằng quế lan hương này các bác ạ. Hình số 8 em bán là 250.000. Tiếp theo hình số 9 này, em bán 270.000. Đây, có một cây này. Đấy, cây này bị mất ngọn nhưng mà cũng cây rất là to, nó cũng để con rồi. Hai cây này. Đây, ba cây, bốn cây. Đây, cây này cũng rất là to này. Năm cây. Đây. Hình số 9 là 270.000. Tiếp theo hình số 10 này là 250.000. Có bao nhiêu cây nhỉ? Có 4 cây các bác nhé. Rất là đẹp. Đây, đẹp lắm các bác ạ. Rất là mê luôn. Hình số 10 em bán là 250.000. Tiếp theo hình số 11 này. Hình này là rất là đẹp luôn. Có 3 cây to, xếp đẹp. Đây, xếp lưng, xếp V đẹp chưa? Đây, ngồng hoa của nó năm ngoái đây. Bản lá rất là dày các bác nhé. Lá dày. Lá dày đẹp các bác ạ. Lá dày to đẹp và lá xếp thẳng đứng luôn. Đây. Cây này này cũng rất là xếp đẹp này. Đấy. Bây giờ phải ghép thuần được thì nó mới đẹp được. Đây, cây này cũng rất là to này. Ba cây thôi nhưng mà em đã chọn ra những cái cây gọi là xuất sắc để cho các bác sưu tầm rồi. Đây, cây rất là to đẹp. Hình số 11 em bán 300.000. Tiếp theo hình số 12 đây. Em bán 250.000. Đây, cũng xếp lưng. Những cái dây cây này thì các bác đi ghép vào gỗ là tốt hơn. Mình sẽ gọi là mình kiếm một cây khúc gỗ lúa đẹp, mình để thế này là mình ốp vào luôn, không vào chậu nữa các bác ạ. Còn những cây xếp V này thì mình mới trồng vào chậu nó mới đẹp được. Đây, hình này cũng có khá là nhiều cây nhé các bác nhé. Đây, vì nó xếp lưng lướt nhưng mà lá nó lại được rất là dày to đẹp này các bác ạ. Bóng bẩy luôn. Hình số 12 em bán là 250.000. Tiếp theo hình số 13 đây. Em bán là 270.000. Đây, ôi các bác ạ, cái ngồng hoa của nó đấy, ngồng hoa của nó đây. Cực kỳ to luôn. Cái quả của nó rất là to các bác nhá. Nói chung là quế của vùng Thanh Hóa là bông nó to, cánh mai đẹp lắm. Cánh mai cánh đào rất là đẹp luôn. Đấy. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này.
5 cây này. Hình số 13 em bán là 270.000. Tiếp theo hình số 14 này. Hình số 14 em cũng bán 270, cũng đều cây xếp rất là đẹp đây. Đây, cây này cây xếp V này. Cây này cũng xếp V này. Gọi là xếp thẳng đứng đấy các bác ạ. Bản lá dày đẹp chưa? Lá nó rất là dày. Đây, có rất là nhiều ngọn các bác nhá. Đây, em đếm hết thì cái thời gian quay rất là lâu các bác ạ. Nên các bác nhớ xem hết video các bác nhá. Hình số 14 là em bán 270.000. Tiếp theo hình số 15 này, hình này là đẹp nhất trong tất cả các hình quế lan hương. Đây, hình số 15 là 450.000. Là được em đã chọn ra những cây gọi là xuất sắc để cho các bác sưu tầm. Đây, cây to, bản lá to, dày, đẹp. Bản lá rất là to các bác ạ. Đây, bản lá rất là to luôn. Đây, một cây to này. Hai cây này, đều cây to lá xếp đẹp này. Ba cây này. Đây các bác, ba cây này. Vận chuyển từ rừng về thì lá nó hơi bị gập, nhưng mà đi các bác thuần mình sẽ thuần ở vườn thì nó sẽ đẹp lại thôi các bác nhá. Bốn cây này. Đấy. Cây to đẹp quá các bác ạ. Toàn cây to đẹp thôi. Nói chung là cái hình này em đã chọn những cái cây xuất sắc để cho các bác sưu tầm thôi. Về đẹp. Cái hình này là gọi là đẹp nhất rồi các bác ạ. Này. Tiếp theo hình số 16 đây, em bán 300.000. Hình này cũng nguyên một dề các bác nhá. Đây các bác ạ. Đây, ôi giời. Dề này đẹp chưa các bác ơi? Quá đẹp luôn. Rồi cái quả của nó kìa các bác. Nhìn này, quả chùm hoa của năm ngoái của nó kìa. To chưa các bác? Cực kỳ to luôn. Nên các bác thử hình dung xem nếu mà năm ngoái nó nở hoa thì nó phải thơm, nó phải bông, nó phải to đến mức độ nào. Đấy, quả nó to gần bằng ngón tay, to bằng ngón tay trỏ của em luôn đây các bác ạ. Này, to bằng ngón tay trỏ của em luôn mà. Nếu mà nó ra hoa thì quá là to, bông quá là to và quá là đẹp. Đây, đây là nguyên một dề các bác nhá. Đi các bác mình trồng, mình gọi là ốp vào một cục gỗ lúa luôn. Mình không trồng vào chậu nữa. Đây, mình để thế này thì nó sẽ nhìn nó sẽ tự nhiên dân dã hơn. Mình để thế này mình ốp vào luôn các bác ạ. Và đây là nguyên một dề. Và có một thêm cây la xếp này. Đấy. Em bán là 300.000 cho hình số 16. Tiếp theo hình số 17 đây. Hình số 17 em bán là 300.000. Đây, hình số 17 là có cây cây xếp này. Đây, cũng cây cũng xếp rất là đẹp, lá dày. Này các bác ạ, lá dày đẹp lắm. Bản lá dày to. Một cây này. Đây, hai cây này. Ba cây, bốn cây này. Năm cây này. Đấy. Hình số 17 em cũng bán 300.000. Hình này tuy nhìn trên video nó không được nổi cho lắm, nhưng mà ở ngoài rất là đẹp, cây rất là to. Có hai cây rất là to đẹp. Hình số 17 em bán 300.000. Tiếp theo thì em sẽ chuyển sang những cái mặt hàng lan có bo với giá cực kỳ rẻ thôi mà có rất là nhiều loại lan để cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em có combo số 18 này, có hai loại lan này, có hài này, đây là hài vệ nữ các bác nhé. Hài vệ nữ chỗ này các bác trồng được khoảng hai giò đẹp này, và lan chân rết này. Hình số 18 em bán 90.000. Lan chân rết có rất là nhiều như các bác ạ, lá nó đỏ đỏ lừ luôn, rết đỏ luôn, có rất là nhiều nhé. Các bác đi mình kiếm một khúc gỗ thật là đẹp mình bó vào. Mà hình này em chỉ có bán 90.000 thôi. Đây, hình số 18 là em bán 90.000. Tiếp theo em có combo hình số 19, có hai loại lan. Em cũng bán là 90.000. Này các bác, 90.000 cho hình số 19. Cái loại lan lạ này thì em cũng biết tên. Nói chung là nhìn nó cũng giống cái sơn thủy tiên nhưng mà không phải các bác ạ. Này. Này. Nó thành dây kiểu này này. Đi các bác mình gọi là mình trồng vào chậu cũng được mà vào gỗ cũng được. Này. Rất là nhiều luôn. Cái chỗ này thì trồng được khoảng chục chậu đấy các bác ạ, không phải ít đâu. Này. Chục chậu đấy, chẳng qua là quay trên video nó nhìn nó vậy thôi. Này, em so với cái bàn chân của em đây. Có rất là nhiều mà. Trồng được khoảng chục chậu các bác nhá.
hình số 19 90.000, là cái đây cũng là lan lạ này. Nói chung là rừng nó vô vàn loại lan mà, nên là em cũng chả biết cái lan gì với lan gì nữa, nên là các bác nào biết thì comment ở dưới video hộ em cái nhá. Đây, cái loại này thì em cũng không biết nó tên, nói chung nó cũng thuộc dòng lan rừng rồi này, mà tổng cái chỗ này em bán chỉ có 90.000, các bác chỉ mất thêm ít tiền cước nữa là sẽ được một đống lan cực kỳ nhiều luôn. Tiếp theo hình số 20 đây, có combo 1 2 3 4 5 6 loại lan, 7 loại lan đấy các bác ạ. Có long nhãn hoa vàng này, có một ít này, và có van đai hương chanh đây, đang có ngồng hoa ở đây này đấy. Có 3 cây là trồng được 1 chậu đây, và lan san hô là cũng trồng được 1 chậu này, và lan tóc tiên là cũng trồng được 1-2 chậu gì đấy này, rất là nhiều này. Lan tóc tiên hoa rất là đẹp các bác nhá. Mà hình này em bán chỉ có là 100.000. Và thanh đạm hoa tím đây. Đây, thanh đạm hoa tím, cái ngồng hoa của nó đây, màu tím đây các bác nhá. Có rất là nhiều. Đây là trồng được khoảng 5-6 giò luôn các bác ạ. Cái thanh đạm hoa tím này quá thể luôn, gọi là em vừa bán vừa biếu giao lưu với các bác thôi, chứ một đống lan này chỉ có 100.000 gọi là quá là rẻ bèo rồi. Và cái loại lan lạ này nữa này đấy. Ngoài ra các bác mua nhiều em sẽ tặng thêm 5 củ lan bỉ ngạn hoa, hoa rất là đẹp đấy. Hình số 20 em bán là 100.000. Tiếp theo hình số 21 đây, cũng combo đây, có một cây lan đại lan Huệ Đồng này. Cái cây này thì cũng đáng 50-60 rồi đấy, rất là to. Và có thanh đạm bút chì đang có nụ hoa ngồng hoa này, và có thanh đạm hoa tím cũng đang có ngồng hoa đây, có ngồng hoa ở đây này các bác ạ. Đây, và có lan tóc tiên là nguyên một rề luôn các bác nhá, nguyên một rề luôn. Đây, cái hình này em bán chỉ có 100.000 cho các bác sưu tầm. Là hình số 21. Tiếp theo hình số 22 đây, là lan hài vệ nữ các bác nhá. Đây, hài vệ nữ. Hình này thì quá là nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn các bác ạ. Đây, những cái rễ đẹp mê ly luôn. Đây, cái hình này thì đi các bác đổ vào vườn là quá là hợp lý này. Em chỉ bán có 120.000. Rẻ quá các bác ơi. Bây giờ đi rừng tìm lan mà may mắn thì gặp, chứ không may mắn thì ngày không gặp được ít lan nào. Mà bây giờ các bác chỉ có bỏ ra 120.000 là mình đã sở hữu một cái phần lan hài vệ nữ cực kỳ nhiều như này thôi. Cái phần này thì 120.000 quá là bèo luôn các bác ạ. Đây, lấy vào vườn là cũng được khoảng chục chậu đấy, chứ không phải ít đâu các bác ạ. Hình số 22 là 120.000. Tiếp theo hình số 23 là 100.000. Này, hình này thì thanh đạm sứa đây. Thanh đạm sứa các bác lấy vào vườn là hợp lý này. Hoa của thanh đạm sứa cực kỳ đẹp nhé. Thanh đạm sứa cái hình này có rất là nhiều. Thanh đạm bút chì thì có ít thôi. Này, nhưng mà chủ yếu là thanh đạm sứa. Thanh đạm sứa thì hoa màu trắng sứa. Hoa cực kỳ đẹp nhé. Các bác có thể lên mạng tìm hiểu thêm. Này, thanh đạm sứa cực kỳ nhiều. Và có hoàng thảo long nhán hoa vàng này, có một rề trồng được một chậu này. Và có lan càng cua. Càng cua thì cũng trồng được một chậu. Ngày trước em không biết gọi đây là lan lạ, nhưng mà thấy những các bác nào biết quan tâm, các bác nào comment thì ở dưới video thì em bây giờ đã biết loại này là gọi là lan càng cua. Đây, lá nó cũng rất là đẹp, trồng được một giò các bác nhé. Hình số 23 em bán 100.000. Không biết tờ phiếu bay đi đâu rồi. Cả đống này 100.000 các bác nhá. Tiếp theo em có những cái giỏ lan dáng hương đôi cáo, bán với giá gọi là siêu rẻ luôn cho các bác sưu tầm. Đây các bác ạ. Giá cực kỳ rẻ các bác nhá. Hình số 24 em bán là 120.000. Đây, cây rất là khỏe này. Lá nó nhìn nó quay trong video thì nó gọi là úa vàng, nhưng mà ở ngoài thì cũng không đến nỗi nào đâu các bác nhá, rất là đẹp. Đây, hình số 24 là 120.000.
Tiếp theo hình số 25 là cũng 120.000 này. Này hình này cũng rất là đẹp này. Nói chung là em gọi là mấy cái giò này em gọi là xả vườn thôi. Thanh lý rồi nên là nó cũng chỉ được như này thôi các bác nhá. Một giò lan chỉ có 120.000 là quá là bèo rồi. Em bán thanh lý xả vườn. Hình số 25 là 120.000. Hình này thì cũng tương đối đẹp này, có rất là nhiều ngọn. Cây con xếp đẹp. Đi các bác bổ sung thêm ít phân. Đây em không cho phân đâu. Đây toàn vỏ thông thôi nên là cây nó không được mầm mạp đẹp. Đi các bác bổ sung thêm phân trâu, phân dê thì nó sẽ, bây giờ nó ấm chậu rồi, đi các bác lấy vào thì nó sẽ đẹp ngay. Hình số 26 là 120.000. Tiếp theo hình số 27 này là 100.000. Em sẽ quay nhanh video nhé. Cái video này em quay dài quá các bác. Tiếp theo hình số 28 này là 100.000. Tiếp theo hình số 29 này là 110.000. Tiếp theo hình số 30 này là 100.000. Tiếp theo hình số 31 này là 100.000. Tiếp theo hình số 32 này là 100.000. Tiếp theo hình số 33 này là đùi gà tròn của các bằng, em có 3 giò. Hoa nở tại vườn rồi, bông to, cánh bầu và họng nhung đen, chuẩn chính xác luôn. Em bán là 190.000, hình số 33. Tiếp theo hình số 34 này là 190.000. Tiếp theo hình số 35 này là 180.000. Tiếp theo em có 3 giò kiều tím, miền Trung hay thường gọi là kiều hồng. Là một trong những dòng lan màu sắc đẹp đáng để sưu tầm. Đây, tổng chỉ có 3 giò thôi. Kiều tím là đẹp nhất trong những cái dòng kiều có trên đất nước Việt Nam chúng ta. Hoa rất là đẹp. Em bán 250.000. Đây, giá cực kỳ rẻ luôn cho một giò kiều. Hình số 36 là 250.000. Tiếp theo hình số 37 này là cũng 250.000. Tiếp theo hình số 38 này là cũng 250.000.